Sáng nay với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Việc tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 nhằm khẩn trương xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách để hỗ trợ kịp thời cho chương trình phòng chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội cả nước. Nghị quyết này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để đối phó với dịch Covid-19, khắc phục những thiệt hại, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phục hồi thị trường lao động, giải quyết các vấn đề an sinh và phúc lợi xã hội. Đây là chính sách bổ sung ngoài khung khổ chính sách tài chính tiền tệ đã được Quốc hội quyết định trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch tài chính, kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm. Giai đoạn 2021-2025 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 xem xét thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 8 luật khác nhau và nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Ngoài ra tại kỳ họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất với Chính phủ gửi một số báo cáo bổ sung đến đại biểu Quốc hội. Thứ nhất là về tình hình phòng chống dịch COVID-19 hiện nay nhất là việc ứng phó với biến chủng mới Omicron, những vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các sai phạm tiêu cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 nói chung và tại công ty Việt Á. Thứ hai, chương trình phòng chống dịch Covid-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo trên, dự lượng những vấn đề lớn có thể phát sinh trong thời gian tới để hiến kế cho Đảng chính phủ, quốc hội những quyết sách, giải pháp cụ thể để quốc hội xem xét ban hành nghị quyết chung của kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Chủ tịch quốc hội nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa 15 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được cử tri, nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đặc biệt quan tâm, theo dõi. Do đó, các đoàn đại biểu quốc hội, các đại biểu quốc hội cần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước. Trước giờ khai mạc kỳ họp, sáng nay, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội dự họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh